Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự cuối ngày của truyền hình Quốc hội Việt Nam. Bản tin hôm nay thứ tư ngày 17 tháng 8 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, trưởng ban chỉ đạo, đã chủ trì phiên họp thứ 22 của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực để kiểm điểm, đánh giá kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm, xác định nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo nghị quyết ban hành nội quy kỳ họp Quốc hội sửa đổi. Các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị phải tiếp tục làm rõ hơn chức trách nhiệm vụ của từng bộ phận, từng cơ quan và mối quan hệ trong việc thực hiện và tham gia vào kỳ họp. Qua 6 lần điều chỉnh, giá xăng hiện đã giảm sâu, tuy nhiên cho đến nay taxi công nghệ vẫn chưa hề có động thái giảm cước. Thưa quý vị, hôm nay tại Hà Nội, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực đã họp phiên thứ 22 dưới sự chủ trì của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, trưởng Ban chỉ đạo, để kiểm điểm đánh giá kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và xác định nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Tại phiên họp, Ban chỉ đạo thống nhất kết luận về tình hình kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2022, mặc dù vừa tiếp tục tập trung phòng chống dịch COVID-19 vừa chỉ đạo phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, song các cấp ủy tổ chức đảng, cơ quan chức năng đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện nghiêm túc kết luận của đồng chí Tổng Bí thư trưởng Ban chỉ đạo và chương trình công tác năm 2022 của Ban chỉ đạo. Công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực tiếp tục được đẩy mạnh quyết liệt, đồng bộ, khẩn trương và có bước phát triển mới, khẳng định mạnh mẽ quyết tâm kiên quyết, kiên trì đấu tranh ngăn chặn đẩy lùi tham nhũng tiêu cực theo nghị quyết Đại hội 13 của Đảng. Điểm nổi bật là các cơ quan tiến hành tố tụng trung ương và địa phương, nội chính, kiểm tra đã phối hợp chặt chẽ khắc phục khó khăn, vướng mắc, tập trung điều tra, xử lý nghiêm nhiều vụ án liên quan đến Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á, Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao, Tập đoàn FLC, Tập đoàn Tân Hoàng Minh, Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế AIC và các vụ việc liên quan đến quản lý sử dụng đất đai, tài sản nhà nước xảy ra tại thành phố Hồ Chí Minh, Khánh Hòa, Bình Thuận, Bình Dương, trong đó khởi tố nhiều bị can là cán bộ cấp cao diện trung ương quản lý. Riêng liên quan đến Công ty Việt Á đã khởi tố 25 vụ án với 95 bị can. Đến nay, 63 trên 63 ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực của các tỉnh, thành phố đã được thành lập và đi vào hoạt động. Công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực ở địa phương có sự chuyển biến tích cực. Nhiều địa phương đã phát hiện xử lý nghiêm nhiều vụ việc, vụ án tham nhũng tiêu cực. Phát biểu kết luận tại phiên họp, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, thời gian qua chúng ta đã chỉ đạo triển khai khá toàn diện, đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp để xây dựng hoàn thiện thể chế phòng chống tham nhũng tiêu cực cả trong Đảng và nhà nước, từ nghiên cứu ban hành mới đến rà soát sửa đổi bổ sung hoàn thiện một số quy định của Đảng và các quy định của pháp luật còn bất cập hoặc chưa phù hợp với thực tiễn để kịp thời bổ sung điều chỉnh, từng bước hình thành khuôn khổ pháp lý vững chắc để không thể tham nhũng tiêu cực, nhất là chúng ta đã từng bước gắn kết đồng bộ giữa phòng chống tham nhũng với phòng chống tiêu cực. Tổng Bí thư yêu cầu tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xác minh, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, xử lý các vụ việc thuộc diện ban chỉ đạo theo dõi chỉ đạo, phấn đấu từ nay đến hết năm 2022 kết thúc điều tra 14 vụ án, ban hành cáo trạng truy tố 20 vụ án, xét xử sơ thẩm 25 vụ án, xét xử phúc thẩm 5 vụ án, kết thúc xác minh giải quyết 21 vụ việc theo kế hoạch của ban chỉ đạo, nhất là tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, xử lý dứt điểm các vụ việc, vụ án liên quan đến Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á, vụ án xảy ra tại Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao và một số cơ quan doanh nghiệp liên quan, vụ án thao túng thị trường chứng khoán xảy ra tại Tập đoàn FLC và một số công ty liên quan, vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Tập đoàn Tân Hoàng Minh, vụ án xảy ra tại Công ty AIC, khẩn trương đưa ra xét xử các vụ án trọng điểm theo kế hoạch của Ban chỉ đạo. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lưu ý, khẩn trương hoàn thành việc kiểm tra chuyên đề của Ban chỉ đạo về lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác phát hiện, chuyển giao tiếp nhận giải quyết tố giác tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố các vụ việc có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng kinh tế tiêu cực và công tác giám định, định giá tài sản trong các vụ án vụ việc. Tổng Bí thư chỉ đạo tiếp tục tăng cường nâng cao chất lượng hiệu quả công tác kiểm tra giám sát, thanh tra kiểm toán, trong đó tập trung vào những lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực có nhiều dư luận về tham nhũng tiêu cực. Tổng Bí thư nhấn mạnh, khẩn trương chuẩn bị và tích cực hướng dẫn chỉ đạo Ban chỉ đạo cấp tỉnh sớm kiện toàn tổ chức và xây dựng hoàn thiện các quy chế quy trình công tác, tăng cường công tác hướng dẫn kiểm tra để nâng cao hiệu quả hoạt động, kiên quyết khắc phục tình trạng trên nóng dưới lạnh, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ rõ rệt, đồng bộ trong công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực ở địa phương cơ sở. Cho ý kiến về dự thảo nghị quyết ban hành nội quy kỳ họp Quốc hội sửa đổi, các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị phải tiếp tục làm rõ hơn chức trách nhiệm vụ của từng bộ phận, từng cơ quan và mối quan hệ trong việc thực hiện và tham gia vào kỳ họp. Đồng thời cũng phải bám sát định hướng đổi mới phương thức tổ chức và hoạt động của Quốc hội, nhất là đảm bảo quyền và nâng cao trách nhiệm của đại biểu Quốc hội.
Mặc dù các kỳ họp Quốc hội gần đây, việc rút ngắn kỳ họp đã liên tục được cải tiến, nhưng nhiều ý kiến tiếp tục đề nghị cần nghiên cứu cách thức rút ngắn hơn nữa thời gian kỳ họp, đồng thời đề xuất hướng đổi mới trong dự thảo nghị quyết sửa đổi lần này. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã giao cho cái nhóm thư ký đấy, khi thảo luận ở tổ thì là tập hợp ý kiến và có ngay cái báo cáo là tập hợp ý kiến phát biểu tại tổ rồi, và cũng đã giao cho các cơ quan có liên quan là tiếp thu giải trình các ý kiến đã phát biểu ở tổ rồi. Thì chúng tôi qua theo dõi thì cũng phản ánh là khi mà có cái đại biểu đã phát biểu ở tổ rồi, xong lại bê nguyên cái bài đấy để ra phát biểu ở hội trường, thì có cách nào đó để mà xử lý cái vấn đề này thì chúng ta sẽ rút ngắn được cái thời gian của các cái kỳ họp. Bên cạnh đó, để đảm bảo quyền của các đại biểu Quốc hội cũng như đảm bảo các đại biểu vùng miền, các địa phương đều có thể tham gia phát biểu, các ý kiến đề nghị cần trao quyền cho chủ tọa, người điều hành phiên họp. Trong cái phát biểu mà nói các địa phương ở vùng miền cần nêu các vấn đề mà chưa rõ thì cũng cho phép đoàn chủ tịch là mời cho nó là thì mình xin ý kiến Quốc hội thì chắc Quốc hội cũng chấp nhận. Chứ không thì mình cứ nhắc là mình cứ theo thứ tự thì cũng không nên. Mà mình lại tùy tiện thì các đại biểu khác họ lại cảm thấy là họ đăng ký rồi, tại sao họ lại không được tôn trọng. Cho nên cái này theo tôi nghĩ cũng giao cái quyền linh hoạt cho người điều hành. Để thấy rằng nếu mà trường hợp nó gần cuối rồi thì nó có được cái nó hài hòa hợp lý. Như kinh nghiệm của tôi đếm ấy, thì thường một buổi sáng thì được khoảng từ 26 đến 30 đại biểu. Còn buổi chiều thì được khoảng từ 22 cho đến 25 đại biểu. Tùy theo cái ý kiến đại biểu là hết thời gian hay là không hết thời gian. Thế thì căn cứ vào cái tình hình thực tế như đang ghi ở trong dự thảo thì chủ tọa cũng xin ý kiến là trong điều kiện như vậy thì xin Quốc hội cho phép chủ tọa được điều hành linh hoạt như chúng ta đã thực hiện trong thời gian vừa qua. Thực tế rất nhiều thành viên trong đoàn đại biểu Quốc hội là chuyên gia, am hiểu rất sâu về những lĩnh vực đang được lấy ý kiến. Nhưng vì đoàn đã có đại biểu phát biểu nên họ không có cơ hội phát biểu nữa. Do đó cần quy định thêm nguyên tắc, trao quyền cho chủ tọa được mời các chuyên gia phát biểu khi thấy vấn đề cần phải được đào sâu dưới góc độ chuyên môn. Cho ý kiến về dự thảo luật thanh tra sửa đổi, đa số các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội tán thành với dự thảo luật về việc giữ hệ thống tổ chức cơ quan thanh tra theo cấp hành chính hiện hành. Trong đó thì tiếp tục duy trì thanh tra huyện vì đây là cơ quan quan trọng, cần thiết phải tăng cường nhân sự cho thanh tra cấp này. Các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng thanh tra huyện không chỉ thực hiện nhiệm vụ về thanh tra mà còn là đầu mối tổ chức triển khai nhiều nhiệm vụ được giao trong các luật khác. Do đó, việc giữ thanh tra huyện trong hệ thống tổ chức cơ quan thanh tra theo cấp hành chính là cần thiết. Tuy nhiên, đề nghị chính phủ cần phải có giải pháp đổi mới tổ chức, phương thức hoạt động thanh tra huyện. Cơ quan thanh tra các huyện là rất là quan trọng, bởi vì là thanh tra các huyện là bao gồm là luôn cấp xã, có các đồng chí là thanh tra luôn toàn bộ cấp xã, rồi xử lý khi nào tên nại tố cáo từ đầu, cho nên công việc rất nhiều. Cái thời gian vừa rồi mình không quan tâm nhiều, cho nên là thanh tra các huyện chưa phát huy cái tác dụng, mà thậm chí là ở địa phương là nhờ cũng cấp huyện để xử lý ban đầu. Cái việc duy trì thanh tra cấp huyện thì nên duy trì và nên củng cố cả về tổ chức, biên chế, đào tạo, chế độ chính sách cho nên. Bởi vì ngoài cái việc thực hiện các cái nhiệm vụ thanh tra để giúp cho cấp ủy chính quyền thì anh em còn tiếp công dân giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng chống tham nhũng tiêu cực, mà cái phạm vi tiêu cực tới đây nó rất là nhiều vấn đề. Theo chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh, hiện nay xây dựng là lĩnh vực quan trọng ở các địa phương, nhưng chỉ có thanh tra cấp sở, còn cấp huyện thì lại không được giao chức năng nhiệm vụ này. Cái mảng xây dựng đang nằm ở trên cấp tỉnh, ở sở xây dựng, còn ở dưới cấp huyện này, thì cái thanh tra của huyện này thì không được giao để mà xử lý những cái vi phạm này. Thì không hiểu là chúng ta có cái khoảng trống này không, có một công trình xây dựng rất là to. Nhưng mà cái đấy thì khi mà phát hiện ra được thì thanh tra xây dựng thì nói là của thành phố. Còn anh em thanh tra ở dưới thành phố bảo không có cái, được giao cái chức năng nhiệm vụ này. Thì mà khi mà phải khắc phục cái sự cố đấy rồi thì rất là tốn kém cho xã hội. Về nhiệm vụ quyền hạn của trưởng đoàn thanh tra và thành viên đoàn thanh tra, có ý kiến đề nghị bổ sung rõ trách nhiệm trước pháp luật về quyết định kết luận thanh tra. Thanh tra khi mà tiến hành cái việc mà thanh tra và kết luận ấy thì nếu như có
các cái đoàn của thanh tra cấp trên hoặc là kiểm tra khác mà phát hiện ra các vi phạm mà thanh tra mà đúng cái nội dung mà thanh tra đã thanh tra, thì cái trưởng đoàn và thành viên của đoàn thanh tra ấy phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về cái thanh tra của mình, để ràng buộc cái câu chuyện là ông phát hiện ra nhưng anh không đưa ra nữa. Kết luận nội dung phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đề nghị Thường trực Ủy ban Pháp luật phối hợp với Ban soạn thảo Bộ Tư pháp và các cơ quan có liên quan tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu đầy đủ chi tiết ý kiến của các đại biểu Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội để hoàn chỉnh dự thảo luật. Cho ý kiến vào dự án luật thực hiện dân chủ ở cơ sở, đa số thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng việc giải trình tiếp thu chỉnh lý dự án luật thực hiện dân chủ ở cơ sở lần này đã thể chế hóa được tinh thần của Đại hội lần thứ 13 của Đảng. Đó là dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng. Đánh giá cao dự thảo đã bổ sung một điều riêng, điều 7 quy định về quyền thụ hưởng của nhân dân. Tuy nhiên, theo Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, cần bổ sung một khoản của điều này, trong đó ghi rõ những chế độ chính sách người dân được thụ hưởng. Người dân hay công dân được cung cấp thông tin, được yêu cầu cung cấp thông tin về các cái chế độ chính sách liên quan đến cái đời sống vật chất tinh thần của người dân. Nhất là vấn đề về an sinh xã hội, về phúc lợi xã hội của trung ương và của cả địa phương. Hiện nay theo cái mức độ phát triển kinh tế xã hội ngày càng tăng lên, thì ngoài những chế độ chính sách chung của trung ương, thì nhiều địa phương là người ta có thêm những chính sách khác cao hơn những mức của trung ương đã quy định. Để người ta biết là hưởng được cái gì, cái đấy cũng là một cách truyền thông. Đấy, ví dụ như là thì trung ương có điều chỉnh cái gì mới nha, thì nên phải được cung cấp cái này. Để người dân người ta thấy được là đúng rồi, thành tựu phát triển của đất nước nói chung thì thấy là cũng có khác hơn thật. Và khi đã có chính sách như thế rồi thì bây giờ thực hiện chính sách này thế nào? Giải trình về vấn đề này, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết làm sao để thể chế hóa rõ nhất về phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát và dân thụ hưởng là mạch nguồn chính của dự thảo luật thực hiện dân chủ cơ sở này. Nhà nước quản lý và mặt trận tổ quốc cùng các tổ chức chính trị xã hội sẽ là nòng cốt để người dân làm chủ. Thì cái mạch nguồn này hay là cái khác, tức là cái nguyên tắc này thì được thể hiện rất là rõ trong từng chương một và được thể chế hóa ở đây rất rõ để cụ thể cho ba cái loại hình thực hiện dân chủ ở cơ sở, đối với lại xã, phường, thị trấn, đối với cơ quan đơn vị và đối với lại doanh nghiệp cũng như là các cái tổ chức mà có sử dụng doanh nghiệp. Kết luận nội dung này, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định khẳng định dự thảo luật đã đáp ứng các yêu cầu, mục đích, chính sách đặt ra, thể chế hóa được chủ trương Đại hội 13 của Đảng về dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng một cách cụ thể, chi tiết, dễ hiểu hơn so với dự án được Quốc hội thảo luận ở kỳ họp lần trước. Sáng mai 18 tháng 8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình tiếp thu chỉnh lý dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật tần số vô tuyến điện, xem xét thông qua dự án pháp lệnh xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi cản trở hoạt động tố tụng. Buổi chiều, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án luật phòng chống rửa tiền. Thưa quý vị, cuối giờ chiều nay tại nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tiếp đoàn đại biểu người có công tỉnh Hậu Giang nhân dịp đoàn ra thăm thủ đô Hà Nội và thăm nhà Quốc hội. Thay mặt lãnh đạo Quốc hội và với tình cảm cá nhân, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi lời thăm hỏi ân cần, những tình cảm sâu nặng và lòng biết ơn sâu sắc tới các đại biểu người có công tỉnh Hậu Giang. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cũng đánh giá cao tỉnh Hậu Giang. Mặc dù còn nhiều khó khăn, song công tác chăm lo cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng luôn được hệ thống chính trị các cấp của tỉnh và cộng đồng doanh nghiệp, người dân quan tâm, coi trọng. Hiện nay, tỉnh đang duy trì và nỗ lực thực hiện việc chi trả trợ cấp hàng tháng cho 6.229 người có công với cách mạng và thân nhân của liệt sĩ, kinh phí chi trả trợ cấp hàng tháng trên 10 tỷ đồng. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội mong muốn, trong thời gian tới, tỉnh Hậu Giang sẽ có bước phát triển hơn nữa để nâng cao đời sống vật chất tinh thần của người dân nói chung, trong đó có các gia đình chính sách, người có công còn khó khăn. Đặc biệt, cần tiếp tục đẩy mạnh việc xác nhận giải quyết các hồ sơ thương binh liệt sĩ còn tồn đọng, đẩy nhanh thực hiện công tác tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hải cốt liệt sĩ, triển khai thực chất các phong trào cuộc vận động có ý nghĩa, lan tỏa trong xã hội, trong đó có phong trào đền ơn đáp nghĩa, toàn dân chăm sóc các gia đình thương binh liệt sĩ và người có công với cách mạng. Chiều nay, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái họp với các bộ ngành về việc triển khai gói hỗ trợ lãi suất 2% đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh.
Theo Ngân hàng Nhà nước, sau gần 3 tháng triển khai, kết quả cho vay hỗ trợ lãi suất của các ngân hàng thương mại vẫn còn hạn chế. Theo báo cáo của các ngân hàng thương mại, nguyên nhân dẫn tới chính sách chậm triển khai là khó khăn trong xác định đối tượng được hỗ trợ lãi suất, khó khăn xuất phát từ phía khách hàng vay. Nhiều hộ gia đình sản xuất kinh doanh vay vốn tại các ngân hàng thương mại nhưng không đăng ký hộ kinh doanh nên không thuộc diện được hỗ trợ, và nguyên nhân từ phía các ngân hàng thương mại. Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái nêu rõ, sau 3 tháng triển khai gói hỗ trợ lãi suất, dù Ngân hàng Nhà nước và các cơ quan liên quan đã rất cố gắng nhưng kết quả đạt được rất thấp. Với tiến độ này thì việc giải ngân là rất khó khăn. Nhấn mạnh tinh thần là phải nhìn thẳng vào thực tiễn để linh hoạt giải quyết, triển khai giải ngân càng sớm càng tốt. Phó Thủ tướng đề nghị Ngân hàng Nhà nước phải chủ động nắm bắt tình hình từ cơ sở, nếu phát hiện các khó khăn vướng mắc thì kịp thời có các giải pháp khắc phục theo thẩm quyền hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét quyết định. Sau kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 15, dự thảo luật khám chữa bệnh sửa đổi tiếp tục được lấy ý kiến rộng rãi tại các địa phương. Tại tỉnh Phú Thọ, sáng nay, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã có buổi làm việc với Hiệp hội Bệnh viện Tư nhân về vấn đề này. Đề cập đến quy định về giá khám chữa bệnh tại Điều 101 trong dự thảo luật khám chữa bệnh sửa đổi, đối với cơ sở y tế ngoài công lập, về phía đại diện Hiệp hội Bệnh viện Tư nhân cho rằng, ban soạn thảo cần cân nhắc kỹ lưỡng bởi quy định này là chưa thực sự hợp lý, gây ra rào cản cho y tế tư nhân phát triển và nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc người bệnh. Bên cạnh đó, quy định này còn tạo ra sự chồng chéo với một số điểm của luật khác. Là nếu quy định ở trong Điều 101 như vậy thì sẽ xung đột với Điều 11 của luật giá hiện hành. Điều 11 khoản 1 luật giá hiện hành quy định là các cơ sở sản xuất kinh doanh tự xây dựng và quyết định giá, trừ những giá do nhà nước quy định. Thế thì ở điểm C khoản 3 điều 19 luật giá quy định là nhà nước định giá với giá dịch vụ khám bệnh chữa bệnh trong cơ sở y tế công lập. Tức là luật giá không có quy định tư nhân. Thế nếu bây giờ luật khám chữa bệnh lại quy định rằng là Bộ Y tế quy định cả giá tư nhân thì như vậy việc đầu tiên là xung đột với khoản 1 điều 1 khoản 1 điều 11 luật giá với điểm C khoản 3 điều 19 luật giá. Mà nguyên tắc dự luật là không được xung đột. Nếu anh cho rằng cái việc điều 11 và điều 13 điều 19 không phù hợp thì anh sửa cái này trước vậy ta. Liên quan đến xã hội hóa đầu tư ngân sách của nhà nước trong lĩnh vực khám chữa bệnh, đặc biệt là đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất cho các cơ sở y tế công lập, về phía bệnh viện tư nhân cho rằng ở nhiều quốc gia trên thế giới việc đầu tư này rất hạn chế, nên chăng nhà nước chỉ đầu tư cho các công trình nghiên cứu khoa học và an sinh xã hội đối với y tế? Với cái hệ thống của nhà nước ấy, thì ở các nước tiến bộ bây giờ người ta làm hai việc thôi, đấy gọi là nguồn lực nhà nước. Tức là dùng cái ngân sách ra. Cái thứ nhất, nghiên cứu khoa học y tế. Cái việc thứ hai nữa là nhà nước hãy đảm nhiệm cái việc từ thiện. Còn các lĩnh vực khác, các cái bệnh viện, toàn bộ các cái khâu chăm sóc sức khỏe cho người dân từ khám chữa bệnh ở tất cả các cái cấp độ, hãy để cho xã hội hóa người ta lo cái việc đấy. Nhà nước chỉ cần tạo ra hành lang pháp lý thôi. Trên cơ sở tiếp thu các ý kiến, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ đã tổng hợp để trình Quốc hội và làm căn cứ để có nghiên cứu tham gia phiên thảo luận về dự án luật này tại kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15. Cùng ngày, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ cũng đã có buổi khảo sát tại một số bệnh viện ngoài công lập và lắng nghe ý kiến của người bệnh về chất lượng phục vụ khám chữa bệnh tại các cơ sở này. Thưa quý vị, đất nằm gần trạm xử lý nước thải nên buộc phải thu hồi, chuyển thành vệt trồng cây xanh, còn người dân thì được bố trí về nơi ở khác. Thế nhưng khi diện tích thu hồi lớn thuộc một chủ sở hữu, trong khi địa phương không đạt được thỏa thuận với chủ sở hữu đó, thì vụ việc chuyển thành khiếu nại, đơn thư kéo dài. Đây là trường hợp điển hình được Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng thảo luận và bàn hướng giải quyết trong khuôn khổ phiên họp giải trình đơn thư quý 2 năm 2022 tổ chức vào chiều nay. Ngày 20 tháng 7 năm 2022, vụ việc liên quan đến 13 lô đất có diện tích hơn 1.600m2 của ông Lê Hiệp Đồng, trú tại quận Hải Châu, Đà Nẵng, nằm gần trạm xử lý nước thải Phú Lộc, quận Liên Chiểu. Dự án này được lên kế hoạch từ năm 2008 đến năm 2015, Đà Nẵng mới có chủ trương đầu tư và có thông báo thu hồi đất. Trong số 41 lô đất nằm quá gần dự án, buộc phải thu hồi để làm vệt cây xanh, thì 28 trường hợp đã được giải quyết dứt điểm về bồi thường, bố trí đất tái định cư. Chỉ riêng trường hợp của ông Đồng, gần 14 năm đã trôi qua nhưng vẫn chưa giải quyết triệt để. Vướng mắc hiện nay thì cái dự án nâng cấp
xử lý nước thải sông Phú Lộc thì hiện nay là chưa được Ủy ban Nhân dân thành phố phê duyệt cái phương án bồi thường và bố trí tái định cư. Và cái thứ hai nữa là cái dự án này qua hai giai đoạn, thì giai đoạn 1 đã hoàn thành và đi vào quyết toán, giai đoạn 2 thì cũng đã hoàn thành và sắp quyết toán. Tuy nhiên thì hiện nay cái vốn bố trí để thực hiện cho cái chi phí giải phóng mặt bằng giải tỏa là nó không có. Hai phương án được chính quyền địa phương đưa ra là đền bù bằng tiền hoặc đền bù bằng đất ngang giá đều không đạt được thỏa thuận. Nếu một trong hai phương án này đưa ra thì chắc chắn chủ hộ sẽ không đồng ý, bởi vì mục tiêu của chủ hộ cũng như là họ mong muốn mấy năm nay của họ và hỗ trợ một phần mà trong thời gian mấy năm người ta không sử dụng đất, nhưng cái này thì bỏ qua thì hiện nay là cơ sở cũng không có để hội đồng trình. Tôi cũng thống nhất là đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo triển khai thực hiện cái thủ tục thu hồi đất và bố trí tái định cư theo đúng quy định của luật đất đai và các cái quy định pháp luật khác liên quan đến các cái 13 cái lô đất này, liên quan tới 13 cái lô đất đã bị thu hồi của ông Lê Hiệp Đồng. Cái này nói rõ là 13 lô đất bị thu hồi đã là mang tính độc lập đó. Còn thủ tục thế nào đó thì theo quy định của luật đất đai. Bên cạnh lý do cá nhân của chủ sở hữu, còn có trách nhiệm của thành phố trong việc để vụ việc kéo dài, còn thiếu sót trong bố trí phương án tái định cư khi điều chỉnh quy hoạch, chưa làm quyết liệt, thực hiện đúng các quy định của luật đất đai về thủ tục thu hồi đất và bồi thường. Đây cũng chính là những nội dung thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố đề nghị Ủy ban Nhân dân và các bên liên quan rút kinh nghiệm sâu sắc khi giải quyết những trường hợp tương tự. Sau thời gian giá xăng đạt đỉnh, qua 6 lần điều chỉnh, giá xăng hiện đã giảm sâu. Đây là mức giảm khá mạnh so với giá thời điểm đầu tháng 7. Tuy nhiên, cho đến nay thì taxi công nghệ vẫn chưa hề có động thái giảm cước. Với loại hình điều chỉnh giá cước linh hoạt theo giờ, theo nhu cầu cao điểm thấp điểm như vận tải công nghệ, thì đây là điều khiến cho người dân bức xúc. Vì nhà xa nên anh Đoàn Anh Hiếu thường xuyên sử dụng xe công nghệ làm phương tiện di chuyển hàng ngày. Anh cho biết quãng đường từ nhà đến chỗ làm việc gần 8 km, tương ứng với giá cước xe công nghệ là 143.000 đồng. Gần đây khi giá xăng đã giảm, thế nhưng cước xe vẫn chưa hề giảm. So với điểm trước thì khi tôi đặt Grab ấy, thì bây giờ tôi thấy rằng là xăng đã giảm giá rất là nhiều rồi. Nhưng mà các đặt taxi hay là Grab thì vẫn là không, giá vẫn không giảm gì cả. Mà vẫn giữ nguyên như thế. Mặc dù là giá xăng nhờ cái chính sách của nhà nước thì so với thời điểm trước thì giá xăng đã giảm rất là khá là nhiều. Lo lắng là nếu mà khách không đồng tình ấy, thì cũng cái việc khách đặt chuyến thì nó sẽ giảm đi. Có thể thấy cước xe công nghệ không hề có sự điều chỉnh sau 6 lần giá xăng giảm mạnh. Điều này đã gây bất công với người tiêu dùng. Giá anh đắt thì người dân sẽ tẩy chay anh thôi, cũng giống như Grab thu thêm phí nắng nóng dần bỏ luôn không đi quay trở lại taxi truyền thống. Người dân luôn luôn có những giải pháp, có những lựa chọn, bởi hiện nay chúng ta đang có hai cái loại hình để cho người dân lựa chọn, một bên là taxi công nghệ và một bên là taxi truyền thống, và nếu anh nào đắt thì người dân sẽ không sử dụng. Hiện nay các hoạt động vận tải trừ máy bay thì nhà nước còn khống chế giá trần, thế còn lại là do các doanh nghiệp tự kê khai giá, giải trình giá và được cơ quan nhà nước chấp nhận và thế thực hiện. Thế thì hiện nay rõ ràng là các quản lý nhà nước đang có một chút sự chậm trễ. Đáng nhẽ khi có sự giá xăng giảm mạnh như vậy mà các đơn vị doanh nghiệp vận tải họ chưa chịu giảm giá, còn chức năng buộc họ phải kê khai giá và giải trình giá vì sao? Rất tiếc là hiện nay các động thái đó nó chưa được đốc thúc. Xăng giảm nhưng doanh nghiệp lại chần chừ chưa thực hiện giảm giá cước là điều khó chấp nhận. Tuy doanh nghiệp vận tải được định giá cước theo thị trường, nhưng các cơ quan chức năng vẫn phải giám sát để đảm bảo công bằng cho người tiêu dùng. Cần có biện pháp quản lý, tuyệt đối không để taxi công nghệ lợi dụng biến động giá xăng dầu để trục lợi. Chiều nay tại Trung tâm Báo chí Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố đã tổ chức buổi họp báo khẩn để chính thức thông tin về quyết định xử phạt hành chính đối với ông Bùi Quang Viễn, một cá nhân tự tổ chức triển lãm tranh không xin phép tại phòng tranh Alpha Art Station. Tại buổi họp báo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố khẳng định đã ra quyết định xử phạt có lý, có tình. Trước đó, ông Bùi Quang Viễn, bút danh Bùi Chát, tổ chức triển lãm cá nhân giới thiệu tới công chúng 29 bức tranh do ông sáng tác, dự kiến diễn ra từ ngày 15 tháng 7 cho đến ngày 30 tháng 7. Đến ngày 22 tháng 7, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh tiến hành thanh tra, khi đó ông Viễn thừa nhận chưa xin giấy phép tổ chức. Đến ngày 9 tháng 8, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Bùi Quang Viễn.
Tại buổi họp báo thì đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định xử phạt họa sĩ Bùi Quang Viễn theo quy định tại nghị định số 38 của Chính phủ, bao gồm mức phạt tiền là 25 triệu đồng và buộc tiêu hủy tác phẩm. Tuy nhiên, cũng theo đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh, hiện nay quy định của pháp luật chưa có nêu rõ tiêu hủy bằng hình thức nào đối với các tác phẩm triển lãm không phép. Vì vậy, trong quá trình thanh tra, lực lượng chức năng đã không tạm giữ tác phẩm mà để cho cá nhân tự giữ và có trách nhiệm tiêu hủy theo quy định. Đại diện Sở khẳng định đã thận trọng, làm việc có lý, có tình. Để kiểm tra đối diện tranh này thì thấy nội dung nó không phù hợp được đó. Nó bình thường. Cho nên là suy nghĩ cẩn trọng và thận trọng tạo điều kiện đến mức cao nhất cho với văn nghệ sĩ thì chúng tôi là không có giữ mà để cho văn nghệ sĩ chỉ chụp hình ghi bản thôi để văn nghệ sĩ tự giữ cái này. Và trong cái hiện nay thì nghị định quy định là biểu nó quản có hình thức này, cho nên về áp dụng pháp luật thì mình phải ghi. Trong việc xử lý này anh em thanh tra cũng rất là cân nhắc, khi áp dụng thì cũng đã có áp dụng hình thức là nhẹ nhất trong hai khung phạt về nội dung này. Cho nên ở đây vấn đề chỗ muốn nói rằng là cái hình thức khắc phục và tự tiêu hủy là giao cho cá nhân tự tiêu hủy. Trước đó thì Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã kiến nghị đến Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc chỉnh sửa lại phù hợp hơn về quy định phải tiêu hủy các tác phẩm triển lãm trái phép, nhất là với các tác phẩm không vi phạm về mặt nội dung. Thưa quý vị, cuộc thi Màn ảnh xanh là sân chơi mới dành cho những nhà làm phim ngắn được Hiệp hội Xúc tiến Phát triển Điện ảnh Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh thực hiện. Sau 5 tháng phát động, chiều nay tại Hà Nội, ban tổ chức đã thông báo kết quả và dự kiến chương trình trao giải cuộc thi. Cuộc thi phim ngắn Màn ảnh xanh với chủ đề Bảo vệ môi trường để phát triển bền vững đã thu hút được nhiều tác giả, trong đó có nhóm tác giả trẻ như học sinh, sinh viên. Những tác phẩm dự thi đa dạng thể loại từ hoạt hình, tài liệu và phim truyện không quá 10 phút với những câu chuyện bình dị, truyền cảm hứng để bảo vệ môi trường. Tham dự cuộc thi, ngoài phim hoàn thiện thì những kịch bản, dự án tiền kỳ cũng được dự thi. Những tác phẩm tiền kỳ này sau khi được ban giám khảo lựa chọn sẽ được nhận kinh phí hỗ trợ sản xuất là 20 triệu đồng để hoàn thành tác phẩm dự thi. Ban giám khảo đã lựa chọn được 13 phim tốt nhất vào vòng chung khảo và 100 triệu đồng là giải thưởng cho tác phẩm đoạt giải nhất cuộc thi. Chương trình trao giải cuộc thi là chuỗi sự kiện phối hợp thực hiện của Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh với Hiệp hội Xúc tiến Phát triển Điện ảnh. Chương trình dự kiến diễn ra từ ngày 26 đến 28 tháng 8 tại tỉnh Quảng Ninh. Phần cuối bản tin là những thông tin dự báo thời tiết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Xin kính chào quý vị khán giả, quý vị đang theo dõi bản tin thời tiết tối trên truyền hình Quốc hội Việt Nam. Thưa quý vị, trong khi Bắc Bộ tiếp tục oi nóng thì Trung Bộ sẽ ngày nắng, chiều tối mưa dông. Ở Tây Nguyên và Nam Bộ thì sẽ tiếp diễn mưa dông về chiều tối mai và sẽ có nơi mưa to. Với Bắc Bộ dự báo trưa và chiều mai thì sẽ nắng nhiều, xuất hiện nhiều hơn, kéo theo nền nhiệt sẽ tăng lên. Cao nhất tại khu vực thủ đô Hà Nội và phần lớn các thành phố khác thì sẽ phổ biến quanh mức nhiệt từ 32 cho tới 34 độ. Riêng phía Tây Bắc Bộ thì nhiệt độ sẽ ở ngưỡng nắng nóng, đạt mức nhiệt là 35 độ. Trở ra miền Trung thì dự báo ngày mai từ sáng đến chiều trời sẽ nắng, trong đó thì nắng nóng sẽ xuất hiện tại các thành phố như là Hội An, Quảng Ngãi, Tuy Hòa và toàn miền thì nhiệt độ cao nhất sẽ đạt mức nhiệt từ 32 cho tới 35 độ. Về chiều tối thì sẽ có mưa dông nhiệt trên diện hẹp, cần đề phòng lốc sét và gió giật trong cơn dông. Với khu vực Tây Nguyên Nam Bộ sang ngày mai nắng sẽ có xu hướng xuất hiện nhiều hơn. Mưa giảm dần và chỉ xảy ra khoảng 1/2 diện tích khu vực vào buổi chiều. Ít điểm có mưa vừa mưa to nên xác suất xảy ra ngập úng, lốc sét cũng sẽ thấp hơn. Tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh và khu vực Nam Bộ thì nhiệt độ sẽ phổ biến quanh mức nhiệt từ 31 cho tới 33 độ. Còn tại Tây Nguyên thì thời tiết sẽ dịu hơn hẳn với mức nhiệt phổ biến trong khoảng từ 28 cho tới 31 độ. Khả năng là từ thứ 6 tuần này thì khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ bước vào một đợt mưa diện rộng mới với cường độ mưa sẽ khá lớn và có những điểm mưa to từ 50 cho tới 100mm trong khoảng 24 giờ. Ngoài lốc sét, gió giật thì cũng sẽ có nguy cơ gây ngập úng ở các vùng trũng thấp và các khu đô thị.
Để đảm bảo an toàn khi di chuyển, nếu như thấy trời mưa lớn thì quý vị nên tránh những tuyến đường trũng thấp thường bị cảnh báo ngập. Và nếu buộc phải đi qua những tuyến đường đó thì tốt nhất là hãy chờ đến khi nước rút. Và quý vị lưu ý là chỉ nên di chuyển qua nếu như mà nước ngập không quá sâu dưới 25cm. Khi đó thì hãy đi chậm, ga đều tay để xe không bị chết máy. Chuyển sang thời tiết biển. Dự báo ngày mai, vùng biển Bình Thuận đến Cà Mau, Kiên Giang cảnh báo là sẽ có mưa dông, lốc xoáy. Và tại khu vực huyện đảo Hoàng Sa thì cũng cần đề phòng với lốc xoáy và có gió giật mạnh trong cơn dông. Quanh huyện đảo Trường Sa ngày mai sẽ ít mưa, về gió Tây Nam khoảng từ cấp 4 đến cấp 5. Và cuối bản tin sẽ là phần dự báo cho các thành phố trên cả nước vào ngày mai. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.